Dạ chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì trước mắt của cô bác quý anh chị là hình ảnh một người thanh niên đang với một chiếc xe lỉnh khỉnh toàn là đồ vật dụng. Thì theo tìm hiểu một số thông tin người dân ở đây á, thì người thanh niên này người ta được gọi là gã điên giá đường. Tại vì cái công việc hàng ngày của anh á, là anh làm một cái công việc hết sức là thiêng liêng, đó là vá những cái mảnh đường nó bị sụt lún ở những cái ổ gà. Và công việc của anh làm thầm lặng như thế. Để tìm hiểu về cái công việc của anh như thế nào, xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ nhé. Hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy đó là một một người chú đang người chú ở đây người ta gọi là chú Trí, gọi là anh Trí. Thì công việc hàng ngày của anh đó là anh đi vá những cái đoạn đường nó bị lở hoặc là nó bị ổ gà, ổ voi. Thì trên cái chiếc xe của anh thì lỉnh khỉnh toàn là để những cái dụng cụ để hàng ngày anh đi vá. Cái công việc này thì theo chia sẻ thì của những người dân ở xung quanh ở đây thì không ai bảo anh cả. Và thật hư cái câu chuyện này như thế nào, xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đây anh Trí anh đang vá đường nè. Đây là cái chiếc xe của anh Trí nè. Dạ em chào anh Trí. Dạ anh đang vá đường hả anh hả? Dạ mấy cái lỗ này để bà con sập không nguy hiểm lắm. Dạ cái lỗ ngay chỗ cái hố ga này đây hả anh hả? Đúng rồi, mấy chỗ hố ga mấy cái bậc dốc cao mà xe nó lại tới đó nó cũng xịn bánh nguy hiểm. Bây giờ mình làm cho nó có dốc để nó giọt lên cho xuống. Dạ rồi tại sao ai kêu anh làm cái công việc này? Không, tại vì là cái mod của em là theo bác. Dạ rồi tiền ở đâu anh có anh làm cái công việc này anh Trí? Đi câu cá. Đi câu cá. Đi câu cá với ai mướn mặn gì thì mình sẽ đi mặn ở đấy kiếm tiền giúp cho bà con mình. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 41. 41 tuổi. Vâng. Rồi hàng ngày anh chạy chiếc xe đạp này anh chạy đi vòng vòng anh để đi coi những cái đoạn đường nào để anh vá hả? Đúng rồi, chỗ nào mà nguy hiểm bà con quá là phải giúp cho bà con liền. Dạ. Anh có vợ con gì không? Chưa phải. Rồi thôi bây giờ thì anh cứ làm cái công việc của mình đi rồi anh em mình vừa làm vừa tâm sự chơi. Vâng. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ trộn xi măng với lại cát vô anh hả? Đúng rồi, trộn xi măng cát thì mình tưới nước rồi mình dắt xi măng không ở dưới mình đắp hộ này lên nó không bao giờ bể nữa. Dạ. Ở bên xây dựng nó có cái chân là vậy đó. Anh làm cái công việc này lâu chưa anh Trí? Làm hồi năm 15 tuổi tới giờ. Anh năm nay thì đã 41. Đúng rồi, không biết bao nhiêu năm hồi cái làm 26 năm rồi. Đúng rồi, cái chợ đó mới thành lập là vô mình làm mà học ngày luôn á. Dạ. Bây giờ mới đi. Anh hàng ngày là anh câu cá để anh kiếm sống thôi hả? Câu cá để kiếm sống với có tiền để giúp cho bà con mà. Dạ. Rồi câu cá kiếm sống thôi thì đó là anh chỉ đủ ăn thôi. Ở đây gió quá. Anh chỉ đủ ăn thôi chứ anh đâu có tiền đâu mà anh mua xi măng như thế này. Thì mua sữa mấy cái ổ gạo về xe nhỏ nhỏ à chứ không có khả năng để mua chỗ lớn. Chỗ lớn thì để mấy ship làm nhựa đâu thì xin đắp ngay chỗ mấy cái lỗ lớn. Dạ đó, bây giờ chỉ có khả năng là đắp mấy cái lỗ nhỏ này thôi. Anh chạy xe chiếc xe đạp của mình dọc đường. Anh chạy chiếc xe đạp của mình dọc đường rồi anh đi coi cái lỗ nào nó bị lủng hót rồi anh hoặc là nó bị không bằng phẳng thì anh vá lại. Đúng rồi, giúp cho bà con mình. Có tiền thì anh làm cứ làm tiếp cái công việc này hoài. Là cái mod theo bác phải giúp đỡ xã hội hoài hoài luôn. Dạ. Ngoài cái công việc và giá đường này thì anh có là còn làm gì nữa không? Ở bên ngày mặn mướn ai mướn mặn gì thì làm cái này. Dạ. Vậy thì cuộc sống của mình có đủ sống không anh? Đủ sống. Treo gạo đạm bạc cho qua tháng ngày vậy cái chính là giúp đỡ xã hội. Ngày ăn có bữa cơm buổi chiều à. Vậy hả? Trời ơi. Lý do là mình tiết kiệm tiền hay là sao? Tiết kiệm tiền đang đi giúp đỡ cho bà con mình à. Dạ. Chứ để bà con nguy hiểm quá mình thấy đau lòng lắm, mình phải giúp cho bà con liền. Từ đâu mà anh lại có cái suy nghĩ như vậy? Từ hồi té xe tới giờ. Từ hồi anh té xe? Đúng rồi. Té xe đó, cái là cái mod là theo bác luôn. Rồi anh té xe năm mấy tuổi? Năm lúc anh bao nhiêu tuổi? Năm 23 tuổi. Dạ, mà anh làm từ năm 16 tuổi là anh làm rồi. Đúng rồi, làm bên xây dựng này làm 15 tuổi là vô vừa làm vừa học nghề. Bây giờ đi giúp cho bà con nó không có hư nữa.
Lúc đó anh chạy xe gì anh bị té? Rồi đó đi mua tôm cá cho ông bà của em bên chợ nè. Xe Honda ha. Xe Honda rồi ông Dượng đi mua tôm cá cầu lãnh á. Rồi về không chạy xe về không được, ông anh chạy mới đưa về đây. Về đây rồi em mượn hai con cháu đưa ông anh về tới con chó là đụng rồi. Anh đụng hay là anh té ô gà? Nó cho nó đua về này, nó lắng lề của người ta. Dạ. Nó lắng lề của người ta, nó đụng như mình không có đường né nữa. À, có nghĩa là trước đây anh là một người làm hồ bên xây dựng. Đúng rồi. Sau một lần té xe thì anh làm cái công việc này luôn. Lúc đó mình té mình có nặng lắm không? Té bị đập đầu xuống lộ cũng nặng lắm. Mỗi vụ á. Ồ, đập đầu xuống lộ luôn hả? Đúng rồi, đập đầu xuống lộ nặng quá. Bây giờ cái giấy tính là theo bác. Nghe anh tâm sự thì em mới biết được chứ em đâu có biết được. Thôi bây giờ anh làm cái công việc của mình đi, để đâu uổng cái thời gian của anh. Cô bác quý anh chị biết không, vào thời điểm này ở trên này có rất là nhiều xe nè. Và bây giờ thì 3 giờ rưỡi chiều. Anh thời tiết này nó cũng đỡ nóng nực hơn. Anh thì thường làm từ mấy giờ đến mấy giờ anh Trí? Thì làm chừng nào hết tới đường hoàn chỉnh xong rồi mới về nghỉ. Dạ. Rồi bây giờ mình đi sắp nước mình để vô. Đúng rồi, mình sắp nước mình cá hồ khô đang cho cái đường xe chạy tới luôn nó mau. Chứ hồ ước nó lâu khô lắm. Dạ. Có nghĩa là sau một lần bị tai nạn, anh cũng có bị cái chấn thương về cái sọ não của anh. Thì từ đó về sau anh nhận thức được rằng anh phải làm cái công việc này và anh đã gắn bó với nó rất là lâu năm rồi. Anh làm như vậy thì người ta thường có gặp anh để tao ủng hộ anh tiền xăng tiền này không anh? Có. Thì ủng hộ anh tiền xi măng được không? Có mấy năm trước thì có, mấy năm nay mình gắn đi câu đang giúp cho bà con. Dạ. Mấy năm nay bà con mắc lo cái cuộc sống của bà con không có tài trợ được nữa. Đó, bây giờ mình gắn đi câu, mình kiếm tiền giúp cho bà con vậy. Sau một lần té xe đó rồi tự mình hết bệnh rồi mình tự mình đi làm luôn, không ai kêu mình hết. Rồi, cái này là tự tấm lòng tự nguyện của mình, từ thiện cho bà con. Anh em mình có ai đi làm giống anh không? Không, ở chợ này anh em mắc lo cho. Anh em ruột của mình, anh có bao nhiêu anh em? Có 5 người anh em, nhưng mà 5 người anh em có chồng có vợ, lo cho vợ con, chồng con hết rồi. Còn mình em là chưa vợ, em phải đi làm theo bác. Dạ. Rồi thôi anh cứ làm công việc của mình đi. Dạ. Ở đây anh Trí thì hàng ngày với cái chiếc xe đạp của mình lỉnh kỉnh khắp nơi để mà đi tìm những cái đoạn đường. Thôi bây giờ anh đi xách nước đi. Dạ, rồi em đợi anh. Để tìm những cái đoạn đường nó bị những cái ổ gà, ổ voi như thế này. Anh có một cái tâm nguyện là vá những cái lỗ như thế này. Nhưng mà lúc sáng á thì Bùi Hồ có gặp anh, nhưng mà nói là không có tiền giá ở ngay chỗ cái ổ gà như thế này. Bùi Hồ cũng ủng hộ một phần. Đây là cái chiếc xe của anh Trí nè, của bác của anh chị. Người ta gọi anh là một gã điên vá đường. Vì những cái việc của anh làm thì nó rất là có ích cho xã hội. Nhưng về cái vấn đề thần kinh, có thể là sau một thời gian Bùi Hồ nghĩ là bị tai nạn giao thông. Rồi về trạng thái thần kinh của anh cũng không có ổn định. Anh để đầy đủ những cái lỉnh kỉnh đồ đây nè. Và chiếc xe đạp nhìn cũng quá dị lắm. Bác của anh chị thấy không? Cái công việc giá đường của anh thì rất là cực khổ luôn. Anh đang xách từng cái thùng bê nước nè. Đây là cái con sông nè. Anh đang ginh lại để mà trộn cái xi măng. Mình cần bao nhiêu thùng bê như thế này để anh Trí? Một thùng là đủ rồi. À, một thùng là đủ rồi. Dạ. Rồi. Cái nơi mà nếu như mà cái nơi mà sách mà nó xa với lại con sông quá thì anh xin nước nhà người ta hay sao? Có ngay chỗ nhà thì xin, còn xa quá thì lấy xe chở. Dạ. Tại không biết chỗ nó chưa xong rồi. Cảm ơn nha. Rồi cảm ơn. Chỉ có bao nhiêu xi măng là đủ rồi hả anh ha? Bao nhiêu xi măng là đủ rồi, tại làm nó có cái chân. Dạ. Làm ít nó cũng vẫn tốt. Dạ. Cái
Anh Trí này lắp lâu chưa chị? Làm đường như thế này lâu chưa? Lâu rồi hả? Anh cứ đi làm tối ngày vậy hay sao? Đường đồ này kia là ông lắp vậy đó. Dạ. Đi hết ngày này đến ngày kia. Ờ, tối ngày vậy đó. Đâu có ai kêu đâu mà tự làm hả? Tự làm vậy đó. Chứ đâu có ai kêu ông đâu. Người được làm, được làm cho người ta được ba cái tiền cái bắt đầu mua mấy này nè. Trời ơi. Vậy đó chứ có xài chiếc gì đâu. Tối ngày vậy đó. Dạ, ảnh tốt quá ha. Ông siêng lắm. Đợt đó ổng cũng đàng hoàng lắm rồi, cái ổng bị đợt bị té xe đó, rồi cái ổng bị vậy á. Dạ. Cái ổng đi làm cho bà con nào mà cũng lỗ luôn hang là ổng làm cho bà. Dạ. Đầu luôn này kia ổng cũng làm đó. Lỗ này kia là ổng mua xi măng gì đó về về ổng làm. Ồ. Ổng vậy đó. Nghiệp quá. Nhưng mà một lần té xe thì ảnh có kể là một lần té xe rồi cái vẫn có va chạm với lại cái não của mình á không? Có. Dạ. Có như bị gãy giò đó. Ừ. Có khi nào mình nghĩ mai mốt này này mình cưới vợ không anh Trí? Ơ chú hả? Cái đó là cái giới tính của ông Tơ bà Nguyễn. Ông phải có xe tới thì mình tự mình chấp nhận. Và chúng cái đối tượng mình mới trao tăng gửi bằng nha. Chúng cổ cái cô đó, cổ biết thương người, giúp đỡ cho người. Mình mới trao tăng gửi bằng đi giúp đỡ xã hội. Chứ không có thương người là mình không có trao thân gửi phận nha. Đúng rồi. Dạ. Từ đó không chúng đối tượng không thể nào trao được. Cái cô nào mà biết giúp đỡ xã hội, chăm sóc bà con mình á thì mình sẽ trao tăng gửi phận là hai người hợp tác để giúp đời. Hiện bây giờ anh ở với ai? Ở của mình à. Ở mình một. Nhưng mà nhà đó mà mẹ mới bán rồi mà tại ở chỗ che nắng như mưa đi giúp đỡ bà con mình thôi, chừng nào ta đuổi đi á thì kinh chỗ che cái tương mưa đâu. Dạ. Nó không bao giờ bể. Phải gắt cho nó nhiều vô. Nghe chỗ hố ga này nè, anh muốn làm lâu lắm mà chưa có tiền làm đúng không? Đúng rồi, thì mình tính là sửa hỏng gài mà đi câu cá chưa có cá. Bây giờ chưa có tiền để sửa. Hôm nay nhà anh tài trợ cho đồng tiền lên mua mà bà chị mình bán đồ đây chứ tài trợ. Dạ, dạ. Dạ, dạ anh cứ làm việc của mình đi. Dạ, tại vì người ta thấy anh va đường như thế, anh không có thu nhập gì mà anh cứ làm cái công việc này hoài, nên người ta ở đây người ta gọi anh là gã điên vá đường. Đúng. Nhưng rồi. Mà em thấy anh làm cái công việc rất là tốt luôn. Dạ, bà con có nói gì nói đi, chủ yếu là làm cho bà con trong cuộc sống bình yên đi, đừng có bị xảy ra sự cố. Dạ rồi. Cái giới tính mình là vậy. Dạ. Dạ, mình gắng làm cái đạo đức của mình đi, có ai nói gì nói, người ta có nói mình cùng đi được chạy người ta đi. Gắng giúp đỡ cho bà con. Dạ. Cái đó là cái mặt của mình này. Mình thấy mình vui là được rồi ha anh ha. Mình thấy mà bà con mình đang làm mình vui trong lòng rồi. Kệ ai có nói gì nói mặc kệ người ta. Mình đâu có cái miệng của người tặng lấy. Đúng cái miệng. Rồi. Dạ. Cái đó là cái tự nguyện của người ta nói, mình đâu có cấm được, kệ ai có nói gì nói đi. Dạ. Gắng giúp đỡ cho xã hội là rồi. À, mình cũng không có buồn luôn. Không buồn, không nhận gì ai hết. Mình chỉ giúp đỡ cho xã hội bình yên trong cuộc sống là mình tội nguyện, mình vui vẻ rồi. Rồi. Dạ. Ồ, anh tốt lắm luôn á. Vâng. Làm gì xong, hoàn thành xong thấy vui dữ không anh Trí? Mình quá phấn khởi trong lòng luôn, bà con mình yên. Chứ để bà con bị tai nạn mình nhìn thấy đau lắm. Dạ. Cho nên phải giúp cho bà con tức khắc, không chậm trễ. Vậy là mình chế nước lên nữa là xong. Đúng rồi, vậy chúng mình tưới nước ở trên sơ cái mình vuốt lên cái nữa. Dạ. Nó chơi liền. Dạ. Cảm ơn.
Thì mong là cô bác anh chị sẽ chia sẻ những cái video clip như thế này để cho mọi người thấy được về cái tấm lòng của anh Trí. Người ta gọi anh là gã điên phá đường, thì nhưng mà bản thân Bùi Hồ thì không nghĩ như vậy. Anh là một người có một cái tâm rất là tốt, cái tâm rất là thiện, và luôn chúc cho anh có một cái sức khỏe tốt, luôn luôn mạnh khỏe ha anh Trí ha. Vâng.